Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay shop lại về thêm một số em xe. Và anh em coi clip anh em nhớ chú ý kỹ là xe mình sẽ, chẳng lẽ bây giờ mình ghi xe từ 500 triệu đổ xuống thì đương nhiên là mình sẽ ghi từ cái con dòng thấp nhất lên. Thì hiện tại ở shop thì xe thấp nhất đó là từ 42 triệu ha. Là các mẫu xe, xe mô tô từ 42 triệu trở lên. Rồi anh em nhớ theo dõi clip của mình. Và mình luôn có chèn số điện thoại và địa chỉ nha anh em. Và anh em hôm nay mình sẽ quay một cái cách mới, đó là góc nhìn của mình cho anh em coi thử anh em coi có rõ không. Tại bữa giờ anh em nói mình vừa đứng vừa nói thì nó không có rõ. Thì bây giờ mình sẽ quay một clip này thôi. Và bây giờ mình sẽ cầm cái điện thoại, mình quay từng cái con xe, từng cái chi tiết để cho anh em coi rõ hơn và anh em chọn lựa mua ha anh em ha. Rồi ok anh em, chúc anh em một ngày thiệt là vui vẻ nha. Rồi thì bây giờ anh em sẽ đi từ xe mắc nhất hay là xe rẻ nhất đây. Thì mình nghĩ là anh em sẽ quan tâm là xe rẻ nhất ha. Thì Z8, Z9 nè, mình về Z8, Z9 nè, CBR650 nè. Thì những xe này mình đều có phụ tùng thay thế cho anh em nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái cặp xe rẻ nhất ha. Em vô đây mở xe lên cho anh em. Thì đây mình có em R15 2020 ha, một cặp 2020. Thì em này là 42 triệu nè, anh em nhìn thấy rất là đẹp không? Đó, biển số thành phố nha. Có đồ chơi gồm những gì? Đồ chơi là gồm ốc bên nâng nè, anh em thấy không? Đây là con ốc bên nâng đó. Trắng bùng nè, xe thì mới ha, mới chạy được 10.000 cây thôi, hơn 10.000 cây chút xíu thôi. Đó, lên che ti phục nè ha, che phục trước nè, đó. Bảo vệ các nước nè, rất là đẹp, bảo vệ các nước titanium. Đó, rất là đẹp luôn. Xe còn rất là mới nha anh em. Biển số thành phố có lên chống đổ nè, em mở xi nhan mũi tên cho mọi người xem ha. Đó. Rồi, mở xi nhan mũi tên cho mọi người xem. Đó, có xi nhan mũi tên ốp vô rất là đẹp, rất là xịn sò. Rồi, con trong kia thì cũng rất là đẹp nhưng mà con này thì 2-3 tháng nữa chủ mới về nên chưa có bán được anh em à. Đó, có bi cầu nè, em đã pha bi cầu bao sáng khỏi cần chờ sáng luôn đó. Nhưng mà chủ chưa có về, chưa có bán được nha anh em ha. Đó, anh em nào thích thì cứ liên hệ mình trước, nhưng mà chưa có bán được. Mình thông báo anh em là chưa có bán cái con đó được, con này được ha. Thì mới bán con này thôi. Đó, anh em nào mê màu xanh này rất là đẹp luôn. Mọi thứ là cực kỳ mới tới can xà bang luôn. Đó. Đó, cực kỳ đẹp. Xe còn mới lắm nha anh em. 95 không có nhưng mà phải 92-90% luôn á anh em. Đó, tiết kiệm mấy chục triệu luôn. Rồi ok, cảm ơn em. Rồi tiếp theo mình sẽ qua cái cặp này, đó là em CBR150R. Đây. Em này thì mình đang bán là 53 triệu nha anh em. Xe này bao mới nha anh em. Rất mới luôn. Nói chung là như xe mới á, nó đẹp lắm. Con này là chạy được 5.000 cây rồi anh em. Đó. Biển số Đồng Nai nha anh em. Đó. 60G1 nha anh em. Xe thì ngoại hình mới lan can, xe có dán keo luôn nha anh em. Anh em về khỏi phải cần dán keo lại. Đó. Dán nắp chụp bình xăng đồ đầy đủ luôn. Đó, nói chung là không có chảy xước gì luôn anh em. Đó. Bản này thì có ABS nha anh em, nó mắc hơn con R15 bởi vì con này nó có ABS đó. Đó, anh em lên xem xíu tiền thì sẽ có ABS. Đó. Còn con này là 200 phân khối, xe của Thái nè anh em. Đó, con này chỉ có 4 mấy triệu thôi, 200 phân khối nha anh em. Đứng cạnh nè,
em mở đèn hai con đứng cạnh nhau cho anh em dễ hình dung. Đó, mở đèn con kia luôn. Đó, em cho anh em nghe tiếng máy con CBR trước. Đó, anh em nghe chưa? Nẹt bô lên. Rồi, cho anh em nghe tiếng máy con GBX. Nó tiếng 200 nó sẽ lực hơn, 200 phân khối nó sẽ lực hơn. Rồi ok anh em. Thì bây giờ là mình sẽ qua một cái em rất là đặc biệt, đó là Ninja 650 và Z800. Em này thì sắp tới chủ ký với mình là Z800 Candy. Đây em này Ninja 650. Em này thì đồ zin đầy đủ nha anh em. Em này là 6000 cây km. Mẫu này là mẫu 2021 luôn nha anh em. Đó. Lên rồi nắp chụp bình xăng rồi ốc titan. Có chợ sáng luôn, đồng hồ rất là đẹp. Đó, đồng hồ rất là đẹp luôn. 6000 km. Đó. Rồi em cho anh em nghe tiếng chợ sáng. À quên rồi. Thấy đèn chợ sáng đó, rất là đã anh em. Đó, đồ chơi bao nhiêu là mình để lại hết, bấm lại chợ sáng nè. Đó. Rồi xe này thì có lên một set bô rất là đẹp luôn anh em ha. Đó, set bô real nha anh em, khoảng mười mấy triệu á anh em. Đây để quay cho anh xem. Rồi cho anh em nghe tiếng bô luôn nè. Đã đúng không anh em? Bô rất là lực, rất là đã. Thì xe có lên trắng bùn rất là nhiều đồ chơi anh em. Cái bô này, cái bô real rất là đã. Xe này xe Sài Gòn nha anh em. Xe Sài Gòn 59A3. Cái bô này anh em mua không cái lon là cũng 10 triệu rồi nha anh em. Đó. Anh em nào lấy bô giờ anh bắt cho anh em 5 triệu thôi. Thì xe có cái chụp cao su này còn luôn nè. Xe có ốc bên năng nè, trắng bùn nè, lên là ốc titan hết rồi nè anh em. Chấm đổ nè. Đó, chợ sáng nè, bảo vệ các nước nè, bảo vệ các nước con này cũng mắc lắm anh em. Đó, xe mới ken luôn, ABS 2 dĩa nha anh em. Nó là 2 dĩa tại nó 650 lượt, nó tới 2 cái dĩa trước rồi, thắng đĩa. Rồi, à, con này nói gì nữa thì con này siêu mới luôn, siêu mới luôn, nó bình xăng nè. Anh em thấy không, siêu ken luôn, rất là đẹp luôn, tuyệt vời ha anh em ha. Đó. Rồi đó, họ với 8 đẹp khỏi nói, mình có quay clip rồi. Thì em 650 này á, nói anh em tâm sự anh em là nó rất là tiết kiệm xăng và tiết kiệm nhớt luôn anh em. Nhớt nó có 1 lít mấy thôi mà nó cực kỳ mạnh. Nhớt nó chỉ có 1 lít mấy thôi mà nó cực kỳ mạnh luôn. Đó, nó tới 650 luôn, đi rất là tiết kiệm. Tiết kiệm như Ninja 400 thôi anh em. Nếu mà anh em mua Ninja 400 thì anh em phải tham khảo qua em này nha anh em. Có đồ chơi đầy đủ thì mình báo giá luôn cho anh em trên đây. Đó là 144 triệu là có bô nha anh em. Không lấy bô còn bớt nha anh em. Không lấy bô còn bớt nha anh em nha. Nhờ anh em lưu ý nha. Không lấy bô là còn bớt cho anh em rất là nhiều. Đó anh em coi. Rồi bây giờ mình sẽ mời Mét 6 vô ngồi. Bi ơi vô ngồi xe cái Bi. Và cái dòng xe này á, những người Mét 6 á, ngồi rất là thoải mái nha anh em. Nên anh em khỏi lăn tăn. Đó, Mét 62 vô ngồi xe. Đó nên em khỏi lăn tăn ha. Chống chân, em chống chân bên đây. Rồi. Đó, rất là ok ha anh em ha. Anh em khỏi lăn tăn về cái vấn đề chiều cao. Em 1m6 và vẫn có thể chạy vi vu. Rồi. Ok ha, con này xong ở đây. Bây giờ mình sẽ qua với 9 cho anh em. Rồi, qua với 9 nè em. Mét 6 ngồi với 9 luôn em à. Thì coi với 9 nè, khỏi nói ha, anh em có chiều cao mà 1m6, 1m65 thì chạy cực kỳ thoải mái luôn ha. Đó. Đó, cực kỳ thoải mái anh em thấy rồi chứ gì. Đó, cực kỳ thoải mái luôn. Đó, 1m6, 1m65 là đi con Z9 là quá ok. Z8 thì nó cao hơn xíu nha anh em nha. Z8 thì anh em trên 1m68 thì chạy sẽ ok hơn. Rồi, đó là những gì mình review. Rồi, xong rồi, ok. Rồi, cảm ơn em.
Rồi bây giờ qua con vết chính ha, anh em đã xong con 650 rồi, Ninja 650 rồi, thì bây giờ mình qua vết chính quay chi tiết cho anh em. Thì con vết chính này á là 218 luôn nha anh em, 218 luôn. Thì có đồ chơi, có bô, có đầy đủ luôn, nói chung là đầy đủ đồ luôn anh em. Có đồ zin còn đầy đủ luôn, hai chì luôn nha anh em nha, đó hai chì luôn đó. Vết chính bây giờ đẹp là hiếm nha, bây giờ có con này thôi. Em cho anh em cặp chợ sáng trước đi, cặp chợ sáng nhìn ngầu lòi luôn á. Đó, thấy không? Đồ chơi tự nhiên bữa nay về mấy em xe có đồ chơi đầy đủ luôn. Bị chợ sáng dạng cầu quá nhanh anh em, chứ không phải là chợ sáng dạng lờ bóng led giống như kia, giống như con 650, cái này là dạng chợ sáng dạng cầu nè. Rồi xe này thì có những gì nè, xe thì siêu mới ha. Xe này chạy đúng 15.000 cây nha anh em nha. Dĩ là không xước gì luôn, 15.000 cây. Thì xe có chống đổ chợ sáng nè, giá đỡ điện thoại nè, gương gù nè. Đó, xi nhan led nè, em bấm xi nhan led lên cho anh em. Và điều đặc biệt một cái là thích ở con Z9 này là xe sơn zin rất là đẹp. Sơn zin rất là đẹp. Em lấy đồ em đánh bóng lại mấy chỗ này nè ha. Lột kêu nó còn nhám nhám mà thấy không? Đó, nè mấy chỗ này nè, còn nhám thấy không? Mình đánh bóng lại cho đẹp ha. Đó, sơn zin là chưa có chày xước gì luôn anh em, rất là đã, biển số Sài Gòn luôn. Quan trọng là giá anh em. Đó, mình bán là 164 triệu nha anh em. Đó, nhớt lọc nhớt là đều thay mới hết nè anh em. Đó, lọc nhớt KN luôn nha anh em. Đó, lọc nhớt KN là lọc nhớt cũng xịn lắm nha anh em. Đó, có bảo vệ lốc máy trái phải luôn. Ốc bên năng đầy đủ đồ chơi cho anh em. Tem zin còn đầy đủ luôn. Xe này là chưa có qua quẹt chày xước gì luôn nha anh em. Đó, ốp lốc máy trái phải cho anh em luôn. Cho anh em nghe tiếng bô các em. Cái quan trọng là cái tiếng bô nè. Lên đã lên đèn led luôn nha anh em, đèn led trước luôn nha anh em. Rồi xong, 160 mấy triệu là anh em có giá 928, bao chuẩn bao đẹp luôn, tuyệt vời. Ốc bên năng nói chung lên đủ đồ chơi cho anh em rồi đó, đủ các món ăn chơi cho anh em luôn đó, anh em khỏi về khỏi tốn kém tiền nữa ha, tiết kiệm hơn 100 mấy chục triệu so với xe mới luôn, đời cao nữa. Giá 928 giờ cũng hiếm nha anh em. Rồi bây giờ giá 8 nè, anh em là kinh phí thấp nè. Đó, Z8 này mình bán chỉ có 130 mấy triệu thôi nha anh em. 216 đời cao luôn. Đó, Z8 216 đời cao, sơn zin tem zin còn đủ. Đó, đối với mình là mình bán xe là mấy cái này là phải có. Đó. Sơn zin tem zin là mình thích lắm, là mình mua liền. Cho anh em nghe tiếng bộ Z800. Anh em nào cao hơn khoảng tầm 1m68, 1m7 thì lựa chọn Z8 là nồi đồng cối đá. Hai chì đầy đủ luôn nha anh em. Đó, xe giờ cộp can kiếm như khó lắm anh em. Rồi ok. Anh em nào kinh phí thấp muốn nồi đồng cối đá thì có thể lựa chọn em Kawasaki Z800 ha anh em ha. Giá rất là rẻ, 130 mấy triệu thôi. Mình báo giá đầy đủ cho anh em hết. Hai chìa khóa đầy đủ luôn. Anh em nào mà muốn mới ken thì chọn Z900, Kawasaki Z900. Đó. Còn anh em nào muốn kinh phí thấp nữa thì chọn Ninja 650. Rồi, bây giờ mình sẽ qua Honda. Đủ rồi, Kawa đủ rồi ha. Mấy em gái Nhật đủ rồi thì bây giờ mình qua Honda. Đó, anh em nào thích xe đi lướt nè, 4.000 km nè, 2021 nè, thì chọn em này. Em này không còn gì để nói nữa hết, thì nó như xe mới thôi, anh nào thích thì qua mình. Hai chìa khóa đầy đủ luôn. Đó, thì xe sao dạo này mấy ảnh thích lên chợ sáng ghê. Xe cũng có nguyên một cặp chợ sáng luôn anh em. Thì vỏ còn mới tinh, vỏ còn full chỉ, full gai. Đó, rồi ok anh em. Anh em nào mến thì cứ ghé mình ha. Đó, đầy đủ các loại xe cho anh em chọn lựa. Ok anh em, vậy nha anh em. Và đây là số điện thoại của mình. Đó, đó số điện thoại của mình. Và anh em muốn thì qua xem trực tiếp ha.
Bên mình có bán tải vận chuyển cứu hộ đầy đủ cho anh em. Còn cái địa chỉ của mình đây, nó nằm bên hông trường trung học cơ sở Phú Định. Hoặc là anh em tới địa chỉ này. Rồi ok anh em ha. Rồi xong. Thì bên mình bán xe đều có bảo trì bảo dưỡng cho anh em hết, nên anh em cứ yên tâm. Bao gồm những dòng nhớt nhập khẩu từ những thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài và thế giới. Đó anh em. Rồi. Rồi anh, chỗ này là chỗ để anh em ngồi chơi rửa xe. Đó. Đây khu này khu vực rửa xe cho anh em tới đây rửa xe, xe nhỏ xe lớn gì á. Anh em cứ qua làm hết nha anh em. Đó. Khu vực rửa xe. Đây là các loại dung dịch. Rồi ok anh em ha. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi. Anh em nào thích mua CB650R, Z900, Z800, Ninja 650, Z800, CBR, Demon 200, R15 thì cứ liên hệ cho mình. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại anh em. Chúc anh em một ngày thiệt là nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt. Nhớ đăng ký kênh và subscribe cho kênh của mình Biker nha anh em.